Mimi xin kính chào quý khán thính giả của VNTV. Kính thưa quý vị, đã một thời gian khá lâu, Mimi mới có dịp trở lại với quý vị. Và trong chương trình hôm nay, Mimi rất là hân hạnh được tiếp chuyện với ba người phụ nữ rất là xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng trong giới nghệ thuật của chúng ta để giới thiệu đến quý vị một bộ phim rất là đặc sắc mới vừa ra mắt vào ngày 13 tháng 2, 2024 tại rạp chiếu phim Crescent Theatre Beverly Hills. Và sẽ có buổi chiếu premiere tại San Diego vào ngày 24 tháng 3, 2024 vào lúc 5 giờ chiều. Và bộ phim này sẽ được khởi chiếu trên toàn nước Mỹ vào ngày 29 tháng 3, 2024. Và sau đây, Mimi xin mời quý vị cùng tiếp chuyện với Mimi, ba người phụ nữ rất là xinh đẹp và tài giỏi. Người thứ nhất Mimi xin giới thiệu đó là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và tác giả kịch bản của Đóa Hoa Mong Manh. Mimi xin chào chị Nhật Hạ. Nhật Hạ xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Dạ, và thưa quý vị, ngồi kế bên ca sĩ Nhật Hạ đó là dược sĩ và cũng là giám đốc sản xuất cho Đóa Hoa Mong Manh, đó là chị Thu Thảo Nguyễn. Mimi xin chào chị Thảo. Thu Thảo xin kính chào Mimi, Thu Thảo xin kính chào chị Nhật Hạ và chị Trương Lisa. Và tôi đảo xin chào quý khán giả thân thương của San Diego của VNTV. Và thưa quý vị, kế bên Mimi đây là một khuôn mặt phải nói là không còn xa lạ nữa. Đó là chị Teresa Ánh Hương và chị cũng là hoa hậu phu nhân của Miss Asia North America. Chị cũng là nhà tài trợ cho Đóa Hoa Mong Manh. Mimi xin chào chị Teresa Ánh Hương. Ánh Hương xin kính chào khán giả và xin chào Mimi cùng với hai chị. Dạ, hôm nay thì Mimi cũng rất là vui được ngồi kế bên chị Teresa Ánh Hương và ca sĩ Nhật Hà cũng như là dược sĩ Thu Thảo để chia sẻ đến quý vị bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Chị thì mình, hai chị em mình cũng đã quen một thời gian khá lâu và hôm nay Mimi cũng rất là vui được ngồi kế bên chị để mình nói về bộ phim này. Và em cũng rất là vui là Mimi trở lại với đài truyền hình VNTV, cũng đợi hơi lâu rồi đấy nha. Dạ. thưa quý vị, và khi mà nói đến cái cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh thì cho Mimi được biết bộ phim cuốn phim này đã được đề cử cho rất là nhiều giải phim điện ảnh, trong đó có Independent Films Award, Best Musical Film trong Cannes World Film Festival, đồng thời đã được lựa chọn tranh giải hạng mục của Golden Wheel Fiction Film trong International Women Filmmaker Festival và lựa chọn chính thức trong Flower Festival Film. Phải nói đây là một cái thành quả đáng ghi nhận. Trước tiên thì Mimi xin chúc mừng cho hai chị cũng như đoàn phim với những cái thành quả mà bộ phim đã gặt hái trong thời gian vừa đây. Thưa chị Nhật Hà, được biết chị là tác giả kịch bản thì chị có thể nói tóm tắt sơ về cái nội dung cũng như là cái thông điệp cuốn phim này muốn gửi đến khán giả thì chị? Tóm tắt nội dung là cuộc đời của một nữ ca sĩ tài sắc và cô ta rất nổi tiếng và xinh đẹp. Vì vậy cho nên có rất nhiều những người đàn ông vây quanh cô ta. Có bốn người đàn ông cùng yêu cô ca sĩ này. Đó là một producer, một director, một billionaire và một nghệ sĩ tài hoa, là một anh chàng painter và là một musician. Thì không biết rằng cô ta sẽ chọn người nào, sẽ ngã vào vòng tay của ai. Cuốn phim này là một cuốn phim tình cảm, tâm lý, xã hội, đan xen vào với rất nhiều bài hát. Trong cuốn phim này có 14 bài hát cả lại, 15 bài. Nó không thuộc dạng Broadway, nhưng nó là một cái phim drama. Vì là cuộc đời của một cô ca sĩ cho nên có rất nhiều bài hát được xen kẽ. Đây cũng là một cái loại phim rất là mới, có thể mới đối với Việt Nam thôi. Vì thế giới thì làm nhiều rồi nhưng Việt Nam chưa bao giờ làm một cái loại phim kiểu là âm nhạc kể chuyện. Tức là những bài hát trong đó nó nói lên tâm lý, tình huống, tình cảm và những cảm xúc của nhân vật. Cho nên khi mà chúng ta được nghe cái bài hát đó, không cần cái nhân vật nói gì hết, người ta cũng có thể hiểu được cái tâm trạng của cô như thế nào. Đó là một cái loại phim giống như kiểu như là mình cứ coi Elvis Presley hay là Dalida, giống Whitney Houston.
tức là nói về cuộc đời của một ca sĩ. Ở trong này thì Hạnh nghĩ rằng cái phim này nó rất là lành mạnh, tuy rằng nó cũng có rất nhiều drama vì những cái áo le ghen tuông rồi cái sự được yêu, sự bị ghen ghét, cái sự nổi tiếng kèm theo đó là bao nhiêu là tai họa. Nhưng nó nói về cái sự ấm áp và tử tế của con người đối với nhau, những cái tình yêu mà bất vụ lợi, những cái tình yêu mà just cho đi thôi, không mong cầu đáp. Thưa chị Nhật Hà, thì khi mà chị chia sẻ, chị nói về cái bộ phim này coi như là nói về cái cuộc đời của một người ca sĩ, thì cái đề tài nó xoay quanh về tình yêu, tiền tài và danh vọng. Trong cái quá trình phim hoặc và khi mà mình đưa ra phim, thì cái nội dung, chị có cảm thấy cái nội dung nó có gây tranh cãi về những cái đề tài này? Hà nghĩ sẽ có. Yeah. Là vì cái tâm lý nhân vật ở trong cái phim này, mỗi người sẽ đứng về một phe. Ai sẽ là cái người mà họ cảm, họ có cái đồng cảm hơn và họ binh hơn và họ chống những ai? Thì Hạnh nghĩ là cái phim này có một số những người bạn của Hạ đã coi hoặc ở trên Hollywood, thì họ nói là cái kết thúc rất là bất ngờ, không đoán được, tức là họ bị lôi theo cái câu chuyện của cái phim, họ cũng đoán đủ thứ hết, nhưng mà cái kết cuộc lại là một cái sự hoàn toàn là bất ngờ, vì nó có những cái twist, nó có những cái ngã rẽ, nó có những cái sự quanh co và đồng thời misleading. Cái thông điệp của cái cuốn phim này thì nó rất là cao thượng và thanh tao, đồng thời cũng Thảo chia sẻ thêm với chị Hạ là vì cuốn phim này phải nói là đây là một cái cuốn phim mà ngồi nói về cuộc đời của cô ca sĩ này, thì mình đưa lên hết những cái sự thành công của người Việt Nam ở hải ngoại, trong đó những nhà đẹp, những siêu xe, những du thuyền và những cái cảnh ở trong những cái đảo cảnh ở trong cái cuốn phim này, thì mọi người sẽ thấy được là của người Việt Nam của mình có thể là thành công như vậy hay sao. Thì cũng là một cái thông điệp chia sẻ đến mọi người là người Việt Nam của mình đẹp đẽ như thế nào và thành công như thế nào trong cái cuốn phim này luôn. Dạ, yeah. Thưa chị Thu Thảo, thì nếu mà khi mà nói đến thành công thì phải nói là chị là một trong những người mà em rất là ủng hộ, vì chị cũng em cũng đã quen chị một thời gian lâu và thấy những cái cả hai cái sự thành công chị đã gặt hái được. Cái công việc chính của chị là một dược sĩ, thì chị có thể cho khán giả biết cái cơ duyên nào mà chị đã từ một người dược sĩ mà mình hướng về là một cái nhà sản xuất phim, thưa chị, trong cái đó mong manh này. Cảm ơn Mimi. Thì phải nói là Thu Thảo đã hơn 25 năm là một người dược sĩ bào chế. Thì từ lúc ở dưới San Diego học ở trường Our Lady of Peace, một trường high school do các sơ dạy, do đó nó là All Girls Private High School. Thì từ lúc mà đi qua Mỹ hồi 85 thì mẹ muốn là phải học tiếng Anh cho giỏi. Thì cái root của Thảo là ở San Diego, do đó ở San Diego được 25 năm, lên học đại học ở UCSD 3 năm, rồi sau đó lên trên USC học dược. Thì khi ra trường dược về lại San Diego làm, thì cảm thấy rằng là cuộc sống của mình rất là bình an. Nhưng vì thích quá bình an và Thu Thảo thì không thích bình an, nghĩa là dấn thân đi lái xe mỗi ngày, mỗi tuần lái một lần lên trên Santa Ana 1.5 tiếng để cống hiến kiến thức của mình trên đài VBS của gia chuẩn. Thì buổi ban đầu là trở thành là phải mua lên trên Santana luôn. Thì từ 2009 thì Thu Thảo không còn ở San Diego nữa. Rồi sau đó lấy chồng, rồi là làm nhà máy sản xuất chung với ông xã 3 năm mùa Covid. Yeah. Thì từ những thay đổi đó thì Thu Thảo nghĩ là Thu Thảo được retire rồi. Ai về xui khiến sao cơ duyên? Hay là bôi duyên không biết, nhưng tài rồi là lúc đầu trở thành nhà đầu tư thôi. Yeah. Nghĩ là thôi mình đi làm từ thiện thì thôi, bây giờ mình hết làm từ thiện là mình mang một cái nghệ thuật thứ bảy, một cái gì đặc biệt ở bên Mỹ làm để mà cống hiến cho mọi người biết tới người Việt Nam của mình, như là làm nhà đầu tư. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà khi bắt tay vô thì thấy tốn kém nhiều quá, thiếu thốn nhiều quá, thế là phải cố gắng là đi theo đoàn phim. Yeah.
để mà là trở thành nhà sản xuất và kêu gọi thêm nhà đầu tư vô cho cái thời kỳ đầu. Dạ, xin cảm ơn chị. Và trở lại với bộ phim Đóa Hoa Phong Vân, thì cũng như chị Nhật Hạc đã chia sẻ là cái cuốn phim này nói về cuộc đời của một người ca sĩ, thì chị Nhật Hạc cũng có thể chia sẻ là cũng chị cũng có đề cập đến là khi mà bắt đầu chị viết về cái câu chuyện này là chị đang một đi một cái đường hướng khác và sau cùng chị đã twist theo một cái đường hướng khác, thì chị có thể chia sẻ thêm về cái sự thay đổi đó thưa chị. Tức là trong cái phim này nó có những cái đoạn khác nhau để hướng dẫn người ta tưởng tượng là như vậy, mà kết cục thì nó không phải như vậy. Thì Hạnh nghĩ là cái nội dung của phim thì quý vị phải đi ra rạp mình mới có thể cảm nhận được nó như thế nào, nhưng để mà có cái sự chọn lựa giữa bốn người đàn ông mà người nào cũng đáng để được yêu cả, thì khi đó khán giả sẽ chọn một người và cứ mong rằng cái cô này sẽ yêu cái người đó. Nhưng mà suốt cuộc thì lại cái câu chuyện đó lại hoàn toàn không giống như những cái gì khán giả nghĩ. Thì cái đó họ nói là giống như là mình dẫn người ta, cho người ta đi lạc đường, rồi người ta phải kiếm ra cái đường đúng để người ta tới. Đó là mình nói về cái tình huống câu chuyện thôi. Nhưng như Thảo nói, cái message ở trong cái phim này là muốn gửi tới người Việt của mình, không phải là chỉ rất là negative, rất là tiêu cực trong những cuộc phim mà mình đã coi từ Việt Nam, người ta thường làm, mà ít có cái bộ phim nào nói về sự thành đạt của người Việt Nam, hay là những cái điều mà tử tế, những cái sự trí thức và cái cách đối xử văn minh lịch sự với nhau. Thì cái phim này mình sẽ thấy là thứ nhất là không có sex, thứ hai là không có chửi thề, không có violence, không có đâm chém gì cả, nhưng mà nó vẫn hết sức là hấp dẫn. Và thứ ba em muốn nhấn mạnh là các anh, các chị và cô chú có thể dẫn con dưới 13 tuổi đi coi phim này, là vì bố cục điện ảnh đã duyệt phim này là rated PG 13. Không phải là cái đó là cái tài chính, nhưng nó showcase được cái sự thành công của người Việt Nam của mình Đúng rồi. sau khi di cư qua tới bên này, và cái sự thành công đó có rất là nhiều người thật là vĩ đại nhưng mà không nói tới. Cái cuốn phim của chị nhỉ đưa đến cái đó, và cái đó là một cái mà mình thấy rất là hãnh diện. Cái message ở trong cuốn phim này là muốn gửi tới thế giới là cái sự đẹp đẽ của người Việt, beauty, và cái ở trong đó là mình còn có những cái sự thành đạt. Mình cũng muốn truyền tải tới thế giới là một cái khía cạnh khác của người Việt của chúng tôi đẹp đẽ tử tế như vậy đó. Và cái họ cũng muốn nữa là mang âm nhạc của Việt Nam tới thế giới, vì trong này có mười mấy bài hát của người Việt, của tác giả Việt Nam và hát bằng tiếng Việt. Thì từ lâu là mình đã biết rằng những cái bài hát mà phổ thông trên thế giới, nó vượt biên giới quốc gia mà nó tới với thế giới, hầu hết là nó tới từ những cái bộ phim. Như là chúng ta Việt Nam mà chúng ta nghe một cái bài nhạc Mỹ hay mà một cái bài nhạc Pháp mà mình thích, nó cũng được được tới từ những cái bộ phim. Cho nên là cũng muốn là mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Và cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có phần nào thành công là ở World Film Festival Cannes bên Pháp đó, là đã chọn phim của chúng tôi vào chung kết. Và bây giờ mình chỉ có phải tranh giải với một cuốn phim âm nhạc thôi, là cuốn phim đó là Tell Me Icky, tức là nói về đời sống của một ca nhạc sĩ tên là Icky, rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Thì Hà nghĩ là cái sự đụng độ này nó cũng là đáng sợ lắm, là tại vì cái phim kia là một cái phim rất là gọi là hoành tráng, vĩ đại, hay là tốn tiền hay là công phu gì đó, tức là một cái phim rất là đáng nể họ đã vào được tới chung kết, và bây giờ là họ đang đọ sức bên mình. Thì mình vừa lo lắng mà cũng rất là hãnh diện là vì được chọn qua bao nhiêu vòng loại vào tới chung kết, mà đối với một bộ phim kiểu một con tính như vậy thì mình cũng hơi ớn. Nhưng mà biết đâu đó, mình you never know, tại vì bây giờ là mình one by one mà, tức là mình là 50% có thể quên đó, cho nên là mình thôi mình cứ nằm mơ vậy. Nhưng đó là một cái điều họ cảm thấy ngoại diện, là vì quốc tế đã đánh giá rất là cao, kể coi như là World Film Festival ở Cannes đó, là họ cũng phải là dễ dàng gì mà lọt vào được, cho nên họ đang đánh giá rất là cao phim Việt và âm nhạc Việt, cho nên mình mới được chọn để tranh giải là
best musical option. Anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Cho ta nương nhờ lúc thở than. Để làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các thứ gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông lần cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn nồng.